Ngày 21 tháng 1, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ điện giật khi cắm sạc pin điện thoại, khiến một em học sinh tiểu học tử vong thương tâm. Trước đó, trưa ngày 20 tháng 1, sau khi vo gạo nấu cơm, cháu T. L. B. T. 12 tuổi, ngụ tại thôn Ánh Mai Ba, xã Lộc Châu, đã vào phòng cắm sạc pin điện thoại, nhưng do tay ướt nước nên bị điện giật. Sau khi người thân phát hiện đã thực hiện các biện pháp sơ cứu, nhưng cháu T không qua khỏi. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Châu đã có mặt ghi nhận vụ việc, khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Được biết cháu T hiện đang là học sinh lớp 5 tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Lộc Châu. Gia đình cháu bé thuộc diện khó khăn tại địa phương ủy ban nhân dân xã lộc châu và các cơ quan đoàn thể địa phương đã tới thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình lo hậu sự cho nạn nhân